Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Survey Việt và mình là Minh Châu. Trong thời gian vừa qua, mình nhận được rất nhiều câu hỏi từ mọi người rằng nên mua Surface Pro 6 với RAM bao nhiêu thì đủ dùng. Trong video lần này, mình sẽ đưa ra ý kiến cá nhân của mình để tư vấn cho các bạn. Nào, hãy bắt đầu trong video ngay nhé! Đầu tiên, chúng ta hãy xét đến đối tượng nào nên mua Surface Pro 6. Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng một chiếc laptop hay PC để sử dụng bộ công cụ Office, hay là các công việc online cần mở một lúc hàng chục tab chôm hay là cốc, thi thoảng giải trí nhẹ nhàng như là nghe nhạc xem phim, kể cả sử dụng một chút Photoshop thì Pro 6 là sự lựa chọn hợp lý nhất. Microsoft Surface Pro với Intel Core i7, RAM 8GB, SSD 256 sẽ là lời khuyên của mình dành cho các bạn. Vì các thông số của nó thể giúp bạn cùng một lúc làm tất cả các công việc kể trên và giá của nó ở thời điểm hiện tại là rất hợp lý. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là vì sao mình lại lựa chọn cấu hình i7 mà không phải là i5. Vì đơn giản là Pro 6 là thiết bị 2 trong 1, nên chắc chắn bạn sẽ phải sử dụng ở chế độ tablet đúng không nào? Ở phiên bản i7, Microsoft trang bị thêm quạt tản nhiệt đã là một điểm cộng đối với mình, vì khi các bạn sử dụng ở chế độ tablet trong thời gian dài sẽ không cảm thấy nóng. RAM 8GB có ít không nhỉ? Hoàn toàn không. Với các tác vụ văn phòng cơ bản thì với 8GB RAM thì không có gì có thể làm khó được em nó. Với cấu hình như thế này, Pro 6 hoàn toàn có thể xử lý thêm một chút edit ảnh hay là video nhẹ nhàng. Mặc dù phiên bản i7, RAM 8GB, SSD 256 là lời khuyên của mình dành cho các bạn, nhưng hoàn toàn các bạn có thể tiết kiệm hơn với các lựa chọn ở phiên bản khác. Surface Pro 6 với Intel Core i7 RAM 16GB, SSD 1TB. Đây là phiên bản đắt nhất và cấu hình mạnh nhất với mức giá hơn 50 triệu. Nhưng bù lại bạn sẽ nhận được một hiệu năng làm việc rất mạnh mẽ. Với khối lượng công việc nặng trong các bộ công cụ sáng tạo như là Photoshop, Premiere hay với giá thấp hơn thì bạn sẽ nhận được một cấu hình là i5, RAM 8GB, SSD 128. Bạn vẫn sẽ có hiệu năng kém đi một chút nhưng dung lượng lưu trữ ít đi. Kết luận lại, Surface Pro 6 i7 RAM 8GB SSD 256 sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời về hiệu năng và phù hợp nhất với túi tiền của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video này hữu ích với các bạn thì hãy để lại một like cũng như một subscribe để cho chúng mình có thêm động lực ra nhiều video hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.